Hôm nay là câu lạc bộ tiên cá tuần bao nhiêu? Tuần này đã là tuần 35 rồi và em lại xuất hiện sớm hơn mấy bạn. Hôm nay là bạn người cá Phi Long từ Tiền Giang lại ghé thăm câu lạc bộ của chúng ta. Và một bạn người Mỹ đang nói em có chiếc đuôi tiên cá đẹp quá kìa. Bạn ấy lại chào em kìa, chào bạn đi. Kìa bạn bên kia mà em nhìn tiêu anh em chào. Say hello. How old are you? 4 years old. He's 5 years old. Tại sao 4 tuổi lại nhỏ hơn 5 tuổi dữ vậy? 5 tuổi ăn gì mà bự dữ vậy 5 tuổi? Ta 4 tuổi người ta có chút xíu kìa. Em bây giờ hả làm người cá em còn bự hơn Mỹ nữa. Ghê thiệt. Mỹ mà còn giờ nhỏ hơn em luôn. Làm người cá nó phát triển dữ quá ha. Rồi bắt đầu. Ngồi tập tay thở nước. Em ngồi đó em thở nước đúng cho Tiêu nha. Lên ngồi đi. Rồi 1, 2, 3. Thở nhẹ ra mũi. Kéo tay ngẩng mặt hả miệng. Bữa nay làm cho đúng nha. Trong khi chờ đợi những bạn người cá khác đến, chúng ta làm gì đây? Tập bơi. Bạn ấy hỏi em từ đâu đến. Em nói là he's from ocean. From ocean. Bạn ấy đến từ đại dương. Hiểu chưa? Đúng rồi. Đó, bắt lấy đi. Bạn ấy kêu em chụp lấy kìa đó. Rồi đưa cho bạn ấy. Mad Merman. Người cá thú cưng. Quăng đồ mấy chụp. Đó, quăng đồ chụp nữa. Rồi xong đi chơi luôn. Đúng rồi đó. Một, hai, ba. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi cho các bạn xem người cá Phi Long đến từ Tiền Giang. Sau 2 lần đến câu lạc bộ, bạn ấy đã biết bơi. Bơi tiếp cho các bạn xem để các bạn thấy khả năng chạm và biết bơi của Tiun. Chỉ có những bạn ở xa mới được Tiun sử dụng năng lượng chạm và biết bơi để cho các bạn mau biết bơi, hay là những bạn có trường hợp đặc biệt cần biết bơi nhanh, giống như là thấy các bạn đang bị chết đuối á, Tiun xuống nước Tiun chạm cho các bạn mau biết bơi để các bạn không bị chết đuối. Năng lượng chạm và biết bơi chỉ sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp thôi. Còn bạn Phi Long ở xa quá thì Tiun sẽ dùng một ít cho bạn ấy. Và bạn ấy bây giờ có thể đứng nước tốt chưa? Được rồi. Rồi ra đứng nước luôn cho các bạn xem. Đứng nước rồi, đứng nào. Vuốt nước, đứng nước khi mình bơi mình bị mệt. Em chỉ cần tập luyện hai cái này tốt là được. Ngửa mặt hả mẹ? Rồi, vậy là chương trình dạy bơi người cá miễn phí tại câu lạc bộ tiên cá hôm nay là chỉ có bạn Phi Long thôi và bạn ấy đã biết bơi rồi. Cứ như thế bạn Phi Long tập luyện nha. Là sao? Gia Bảo. Em đọc tên mấy bạn của em chi vậy?
đi cho Ưng biết. À, giới thiệu mấy bạn của em cho tụi Ưng biết hả? Rồi. Giờ bây giờ bạn nào? Ông Tâm, Ba Linh. Ủa sao em nhớ tên bạn giỏi vậy? Rồi bạn nào chưa tin em trở thành người cá nè? Rồi. Bạn nào? Biết ơi, với lại. Trời không nghe gì luôn các bạn ơi. Tôi hỏi rằng bạn nào chưa tin em trở thành người cá, bạn nói tên gì? Đăng. Bạn nào chưa tin? Thánh Đăng. Rồi bây giờ em hãy biểu diễn bơi người cá cho bạn Khánh Đăng coi. Thánh Đăng, Hải Đăng. Rồi. Em trở thành người cá rồi. Rồi nói gì chào với mấy bạn của em đi. Chào. Khánh Đăng, Hải Đăng ơi, hôm nay mình trở thành người cá rồi nè, mình bơi cho bạn coi nha. Bữa nay mình thành người cá đó nè, mình bơi cho bạn coi nha. Rồi, bơi cho bạn coi. Từ đây qua bờ bên kia. Tôi ôn bơi đi, để máy bơi pin ở dưới nước luôn. Ok. 1, 2, 3. Câu lạc bộ tuyên cá tầng 35 rất là ế nha các bạn. Ở đây là chỉ có 3 bạn người cá xuất hiện thôi. Bởi vì Tiêu Ôn về qua ngày thứ 6 á. Hả? Ở là gì Tiêu Ôn? Ế là ít người đi đó em. Đó, về qua ngày thứ 6 thì rất ít bạn đi. Còn ngày thứ 7 thì rất là quá đông. Nhưng mà thứ 7 thì không có bơi ở đây được. Phải đi qua mấy cái hồ bên quận 7 lần. Còn đây là câu lạc bộ tuyên cá chính thức mà lại ế. Địa bàn chính thức của tiên cá mà lại ế. Chắc phải thi luôn nha. Ba bạn thi đúng không? Bây giờ mấy em sẽ thi nín thở lâu dưới nước. Em giới thiệu tên của em đi. Em tên Nguyễn Minh Thùy. Nguyễn Minh Thùy hả? Đuôi cá của em đâu? Trời ơi, cái người cá này sao có cái đuôi, cái da đâu rồi? Lột da bán rồi đúng không? Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thi nín thở lâu dưới nước. Bạn nào nín thở lâu nhất sẽ thắng chiếc vòng này. Trên chiếc vòng này là có hình một biểu tượng chú mèo may mắn do mỹ nhân Lucimi làm ra trong tuần này đó nha các bạn. Mèo may mắn, mèo may mắn đem lại điều gì cho người cá không biết nữa. Rồi bắt đầu thở nước 10 lần rồi úp mặt xuống nước. Nín thở nha, tôi đếm 1, 2, 3 là mấy em cùng úp mặt xuống nước nín thở. Ai nín thở lâu nhất sẽ thắng nha. Chịu không? Còn bạn nào nữa không? Còn bạn kia nữa qua luôn đi. Sắp tới là Tiêu bên chương trình bảo vệ thiên nhiên và động vật thì có thể là không có dạy bơi người cá được. Mà hiện tại ở Việt Nam có mình Tiêu với một thầy Nguyễn Văn Lộc là được cấp bằng người cá quốc tế ở Mỹ chứng nhận. Chưa biết sao mà thầy Nguyễn Văn Lộc, người cá lóc thì bận đi chụp vớt đồ cổ vật rồi, không có rảnh để dạy người cá. Nên tôi hy vọng là các bạn nào muốn làm người cá thì học làm người ếch trước đi, thì đến câu lạc bộ nha. Tôi sẽ giới thiệu sư huynh đệ thầy của tôi hướng dẫn các bạn bơi người ếch trước, rồi đợi chừng nào tôi về rồi chúng ta sẽ bơi người cá sau ha các bạn nha. Rồi các bạn sẵn sàng hết chưa? Bơi đây, bơi đây, bơi đây. Lọp lọp lọp. Bây giờ mấy em sẽ thi nín thở lâu dưới nước nha. Thở nước 10 lần. Còn chưa ổn định được hơi thở thì thở nước tiếp. Rồi tôi đếm 1, 2, 3 cùng nhau úp mặt xuống nước. Bạn nào nín thở Bạn nào nín thở lâu nhất thì sẽ được cái chiếc vòng này do mỹ nhân Ushimi mới làm cho chúng ta. Đâu có hướng dẫn gì. Rồi ở đây là hầu hết là các bạn người cá mới đúng không? Đúng rồi, em là quá cũ rồi nên em sẽ tăng lên. Em phải nhiều hơn mấy bạn 10 giây em mới được thắng nha. Hai cái ôn hay chơi ôn. Em là người cũng mới mọc. Em mấy tuổi? 5 tuổi. Em mấy tuổi? 8 tuổi. Em mấy tuổi? Rồi, cộng cho em thêm 5 giây. Còn của em bị trừ 10 giây. Rồi các bạn thở nước ổn định hơi thở đi. Rồi bắt đầu thi. Hít hơi vào sâu, đẩy hơi vào bụng.
em đếm cái 5 giây luôn vậy. Nha. Em đếm cái 5 giây luôn vậy. Đúng rồi. Đẩy hơi xuống bụng của mình. Rồi. Xoay người lại hết đi các bạn ơi. Em tự đếm nha. Các bạn xoay người lại hết chưa? Rồi tôi đếm. 1, 2, 3. Bắt đầu là mấy em cùng úp mặt xuống nha. Em trước nha, kêu em. Làm cùng một lúc. Xong hết chưa? Chưa rồi. 1, 2, 3. Bắt đầu. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Thôi chôm cho em nè. Nước tụ lên rồi bỏ xuống. Rồi. Vậy là phần thưởng này dành cho bạn đó nha. Nè. Bạn đó là bị trừ 10 giây rồi đó. Mà bạn ấy nín thở vẫn lâu. Nha. Ủa em tới 44 đúng không? Hồi nãy em này là 30 nè. Nên hơn em 4 giây luôn rồi. Rồi xin chào cho người cá. Giới thiệu tên đi. Người cá Khánh nè. Rồi tặng em. Chà. Kết thúc chương trình của câu lạc bộ Tiên Cá tuần 35 thì có một sự thi thố giữa hai bạn người cá Khánh và bạn người cá Anh Thư. Bạn người cá Anh Thư năm nay tròn 8 tuổi. Bạn người cá Khánh năm nay tròn mấy tuổi? 10 tuổi, lớn hơn có 2 tuổi à. Chơi luôn. Rồi, các bạn sẽ thi lặn với nhau. Bạn nào đến bờ bên kia trước, bạn đó thắng. Tiun sẽ quay phim dưới nước cộng với sự hỗ trợ của bạn người ếch Ken. Các bạn có nhớ người ếch Ken không? Chắc không có ký ức gì người ếch Ken rồi. Nhưng mà hãy coi cái clip mà Tiun nhảy Gangnam Style hả? Gangnam Style để khai trương câu lạc bộ Celadon ở quận Tân Bình. Thi thiệt nha mấy em. 1, 2, 3 bắt đầu. Người cá Khánh ơi. Nữa. Không phải. Em hay quá. Không biết tại sao. Lúc kêu em làm giám khảo em không xuất hiện. Tới lúc người ta nhắm điểm em leo lên người của Tiên ha. Tại sao chị đi như thẳng thì kéo qua. Kéo qua chị cho thua vậy. Xin chúc mừng người cá Anh Thư. Em đã chiến thắng bạn người cá Khánh. Đã đến với câu lạc bộ Tiên Cá cách đây 6 tháng rồi. Mà em đến đây mới có nửa tháng mà em đã thắng. Không sao. Thất bại là ông nội của thành công. Hãy cố gắng lên. Rồi. Thi nữa không? Chơi nữa không? Thi vòng nữa. Thi một vòng nữa không? Người cá Khánh sợ em luôn rồi. Được rồi. Anh sẽ chỉ cho em một tuyệt chiêu mới của người cá. Bởi vì em quá xuất sắc.
đối với những bạn người cá xuất sắc thì Tuyên luôn có những tuyệt chiêu, tuyệt kỹ đặc biệt để truyền cho các bạn. Đừng nói cái lốc xoáy nha. Lốc xoáy hả? Em làm được không? Không. Chiêu đó khó lắm. Em làm không nổi đâu. Thôi đừng nói chiêu cần nước nữa nha. Chiêu đó cũng bình thường lắm. Uống nước bằng lỗ mũi nha em. Uống nước, tập uống nước bằng lỗ mũi nha. Chiêu đó hay á. Hay là em muốn chiêu nào của Tion? Hay là em muốn chiêu thổi bóng bay bằng mũi? Thổi bóng bay bằng miệng. Trên kia có cái gì vậy? Thở bằng lỗ tai. Nằm dưới nước. Nằm dưới nước được đúng không? Rồi tôi sẽ chỉ cho bạn cái chiêu nằm dưới nước.